phương Tây bất đồng trong nỗ lực giúp Ukraine đảo chiều xung đột. Các nhà lãnh đạo phương Tây đang bắt đầu một tầm nhìn rõ ràng hơn về việc cuộc xung đột tại Ukraine sẽ kết thúc như thế nào. Tuy nhiên, thứ còn thiếu ở đây là một kế hoạch để thực hiện cho điều đó. Mỹ và châu Âu hy vọng cuộc phản công của Ukraine với sự hỗ trợ từ xe tăng và các loại khí tài mới của phương Tây sẽ làm suy yếu quyền kiểm soát của Nga tại các vùng lãnh thổ ở Ukraine trong mùa xuân này. Về lý thuyết, điều đó cho phép các lực lượng của Ukraine đạt được lợi thế trên bàn đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, hầu như rất ít quan chức phương Tây tin rằng cuộc xung đột này đã tiến gần tới hòa bình và hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy NATO có một kế hoạch nghiêm túc để giúp Ukraine định hình diễn biến trên chiến trường. Nhiều bên ủng hộ Ukraine tập trung vào một ưu tiên ngắn hạn, đó là nhanh chóng tìm kiếm và cung cấp đủ số lượng đạn cho Kiev để đẩy lùi quân đội Nga ở phía đông Ukraine, cũng như cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho cuộc phản công chấp nhoáng. Dù vậy, giới quan sát cho rằng cuộc xung đột hiện nay sẽ là một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài cho tới khi một bên bị đánh bại hoặc cạn kiệt nguồn lực tới mức chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán dù chưa đạt được mục tiêu cuối cùng. Với kịch bản này, nhiều nhà ngoại giao thừa nhận cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được tính bằng năm chứ không phải bằng tháng. Hiện nay, phương Tây vẫn chưa có một lập trường thống nhất về kết quả của cuộc xung đột. Mặc dù có một sự nhất trí rộng rãi rằng Ukraine nên được trao cho các phương tiện để ngăn chặn cuộc tấn công tương lai của Nga, chẳng hạn như trở thành một phần của NATO hoặc tham gia một hiệp ước nào đó liên minh, nhưng Tổng thống Pháp Macron và một số nhà lãnh đạo châu Âu khác lại có thái độ thận trọng về việc này. Theo đó, họ muốn phương Tây cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh mà Nga có thể chấp nhận. Tuy nhiên, cũng có những nhà lãnh đạo phương Tây cho biết họ muốn quân đội Nga vĩnh viễn suy yếu. Tổng thống Macron là người có lập trường cởi mở nhất về việc thúc đẩy đàm phán hòa bình diễn ra nhanh hơn. Gạt sang một bên những cuộc thảo luận về việc làm thay đổi chế độ ở Moscow và công khai bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng thắng lợi hoàn toàn của Ukraine trên chiến trường ông Macron kêu gọi Ukraine trao đổi với Điện Kremlin trong năm nay sau khi đạt được thành quả từ cuộc phản công. Theo các nhà ngoại giao phương Tây, một trở ngại lớn ngăn cản Nga và Ukraine bước vào đàm phán là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Putin đều tin rằng mình có thể giành chiến thắng. Cho tới nay, hai bên không có bất kỳ sự quan tâm nào cho thấy thái độ cân nhắc tới hòa bình và hầu như rất ít nhà quan sát cho rằng điều đó sẽ sớm thay đổi. Harvard giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ cho biết trong cuộc điều trần trước Thượng viện hồi tháng 3 rằng Tổng thống Putin cho rằng thời gian đang đứng về phía ông ấy. Việc kéo dài cuộc xung đột, trong đó bao gồm cả những khoảng thời gian tạm ngừng giao tranh, có lẽ là con đường mà Moscow lựa chọn để đảm bảo các lợi ích chiến lược của Nga tại Ukraine, thậm chí là khi điều đó mất nhiều thời gian. Khả năng thay đổi chính quyền Mỹ trong năm 2024 cũng có thể là một nhân tố khiến Tổng thống Putin tin rằng một Tổng thống của Đảng Cộng Hòa sẽ cung cấp ít sự hỗ trợ hơn cho Ukraine. Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của phương Tây do Mỹ dẫn đầu dù có tác động nhất định nhưng đã không thể bóp nghẹt nền kinh tế Nga. Cho tới nay, Tổng thống Putin cũng hầu như không đối mặt với sự phản đối trong nước về chiến dịch quân sự tại Ukraine cũng như các vấn đề kinh tế xã hội. Kinh tế Nga đã không sụp đổ như nhiều nhà quan sát dự đoán, một phần là bởi sự hỗ trợ của Trung Quốc và việc Ấn Độ cùng một số quốc gia khác vẫn tiếp tục mua dầu từ Moscow. Điều chúng tôi lo ngại là Nga vẫn có thể giữ vững, ổn định nguồn ngân sách của mình mặc dù khó khăn nhưng họ đang làm tốt hơn những gì chúng ta cho rằng họ sẽ gặp phải khi đối mặt với các lệnh trừng phạt. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Jambelis cho hay. Về phía Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã nhiều lần khẳng định bất kỳ quyết định nào về kết cục cuộc xung đột Ukraine sẽ phụ thuộc vào Kiev. Mặc dù số người lo ngại sự chứng lại của phương Tây trong việc duy trì ủng hộ, Mỹ sẽ không bao giờ cho phép Ukraine thất bại. Đó là điều tôi đọc được trong chuyến thăm Kiev của Tổng thống Biden. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 24 tháng 3. Tôi lo ngại nhiều hơn về các nước Tây Âu bởi họ đang dần mất kiên nhẫn, Thủ tướng Ba Lan bình luận. Chính quyền Tổng thống Zelensky đã tuyên bố nước này sẽ không tham gia vào đàm phán hòa bình cho tới khi sự thống nhất lãnh thổ của Ukraine được khôi phục. Theo các nhà ngoại giao, thậm chí với các đợt vận chuyển khí tài mới, các lực lượng của Ukraine cũng khó có khả năng đạt được lợi thế quyết định trên chiến trường. Nỗ lực giành Donbass, nơi quân Nga tăng cường phòng thủ, có thể sẽ ngày càng khó khăn với Kiev. Cuộc giao tranh ác liệt ở Bakhmut có lẽ là điển hình cho tương lai xung đột Ukraine. Khi mà hai bên đều chịu tổn thất để giành lại vùng lãnh thổ nhỏ. Các nước ủng hộ Ukraine có thể làm nhiều hơn để đảo chiều xung đột theo hướng có lợi cho Kyiv, nhưng việc cung cấp các khí tài cần thiết để thực hiện điều đó đang là nguồn cơn bất đồng ở phương Tây. Anh và Ba Lan là những nước đi đầu thúc đẩy việc hỗ trợ nhiều khí tài mạnh hơn cho Ukraine, trong khi đó, do lo ngại leo thang căng thẳng với Nga, Mỹ vẫn giữ thái độ thận trọng. Washington đã từ chối cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM-140 ATACMS cho Kyiv. Thậm chí hệ thống pháo vật lực HIMARS Mỹ cung cấp trước đó cũng đã được điều chỉnh để hạn chế tầm bắn. Điều đó khiến Ukraine phải chiến đấu trong một cuộc giao tranh ác biệt hơn nhưng lại không có nhiều sự thay đổi về hỏa lực, mặc dù Kiev đã nhận được một số xe tăng từ phương Tây. Một số nhà ngoại giao cấp cao châu Âu cho biết, trước khi có một số cuộc thảo luận giữa các đồng minh về chiến thắng hay thất bại của Ukraine sẽ có ý nghĩa gì và các yếu tố của một giải pháp sau xung đột, nhưng chưa có một sáng kiến ngoại giao nghiêm túc nào có thể sớm diễn ra. Sẽ không khó để vác thảo tiến trình hòa bình một cách trừu tượng, trên thực tế, việc tìm kiếm một lựa chọn thực tế mới là một điều khó khăn. Nga chỉ trích Mỹ đạo đức giả về khí tài hạt nhân chiến thuật Đại sứ Antonov nói Mỹ đạo đức giả khi chỉ trích Nga quyết định đặt khí tài hạt nhân chiến thuật ở nước ngoài, vì Washington cũng làm điều tương tự. Phản ứng của Mỹ đối với kế hoạch triển khai khí tài hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus là ví dụ sinh động khác cho thói đạo đức giả của chính trị gia nước này. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 28 tháng 3 nói trong 60 năm qua, Mỹ bố trí khí thản nhân chiến thuật của họ tại năm quốc gia phi hạt nhân là Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, ông Antonov được đề nghị bình luận về nhận xét của phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Paten cho rằng Nga đưa ra tuyên bố hạt nhân vô trách nhiệm. Ông Paten cho rằng không có một quốc gia nào gây ra thiệt hại nặng nề với nỗ lực kiểm soát khí tải như Nga, đồng thời chỉ trích Moscow phá hoại ổn định chiến lược tại châu Âu. Các quan chức Mỹ có trí nhớ cực ngắn, đại sứ Nga Antonov nói, chính Washington từ lâu đã phá hủy một cách có hệ thống cơ sở pháp lý của quan hệ song phương trong lĩnh vực chiến lược. Ông Antonov nhắc lại việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo ABM năm 2002, Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung INF năm 2019 và Hiệp ước Bầu trời mở năm 2020. Đại sứ Antonov cũng cáo buộc Mỹ không tuân thủ giới hạn của Hiệp ước New START, vốn đặt ra hạn chế với kho khí hạt nhân của hai nước, khiến Nga đình chỉ tham gia. Chúng tôi nhiều lần chứng minh cho thế giới về tiêu chuẩn kép trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Chính quyền Mỹ truyền tải thông điệp tới mọi người rằng nước này được quyền làm mọi chuyện, trong khi phần còn lại của thế giới không được phép làm gì, đặc biệt là Nga, đại sứ Antonov cho biết. Mỹ chưa bình luận về nhận định của đại sứ Nga. Tổng thống Nga Putin tuần trước thông báo nước này sẽ chuyển khí tài hạt nhân chiến thuật tới Belarus sớm nhất vào mùa hè. Ông Putin cho biết đưa ra quyết định sau khi Anh thông báo viện trợ đạn xe tăng có thanh xuyên chứa uranium nghèo cho Ukraine. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói nước này chưa thấy dấu hiệu cho thấy Nga đang lên kế hoạch sử dụng khí tài hạt nhân. Joseph Borrell, quan chức ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu, đe dọa trừng phạt Belarus và gọi kế hoạch triển khai khí tài hạt nhân chiến thuật của Nga là hành vi leo thang vô trách nhiệm. Giới chuyên gia định nghĩa, khí tài hạt nhân chiến thuật là loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ được sử dụng để đạt được lợi ích chiến thuật cụ thể trên chiến trường, thay vì gây tàn phá trên diện rộng như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hay bom hạt nhân. Khí tài hạt nhân chiến thuật thường có sức công phá nhỏ, được thiết kế để tấn công các sở chỉ huy, căn cứ, điểm tập trung quân của đối phương ở tiền tuyến. Chúng không được dùng để phá hủy các thành phố, cơ sở công nghiệp quốc phòng cách xa chiến trường. Loại khí tài này được phát triển từ thời kỳ đầu của cuộc đối đầu Đông Tây nhằm săn đe đối phương, song chưa nước nào từng sử dụng chúng trong thực tế. Mỹ và một số nước châu Âu cho biết họ phát triển loại khí tài chiến thuật để phản ứng linh hoạt trước bất cứ mối đe dọa nào từ đối phương. Ba lựa chọn của Úc-Rena nếu Nga thực hiện chiến dịch quân sự đến cùng Diện nghiên cứu chiến tranh ISW của trụ sở tại Mỹ cho rằng Ukraine có ba sự lựa chọn khi Nga tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt, song các cuộc đàm phán hòa bình không nằm trong số những lựa chọn này. Sau hơn một năm giao tranh rộng rã, cả Nga và Ukraine dường như đang trôi vào bế tắc trong một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài. Hai bên đều tổn thất nặng nề, khi ép không thể giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ đã mất, còn Moscow vẫn chưa đạt được các mục tiêu rộng lớn hơn, sau so không bên nào có dấu hiệu lùi bước. Tổng thống Nga Putin tiếp tục điều động thêm binh sĩ và vũ khí ra chiến trường với quyết tâm giành quyền kiểm soát các thành phố Ba và Avdiivka ở phía đông Ukraine, ban lựa chọn của Ukraine. Theo đánh giá của ISW, đây là thời điểm thích hợp để nga nhận ra rằng họ khó có khả năng đạt được tất cả các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt và cần phải tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp. Nhưng Tổng thống Putin vẫn chưa đưa ra kết luận như vậy. Trong bối cảnh đó, Ukraine có thể lựa chọn dừng chiến đấu ngay cả khi Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công trên bộ và trên không. Điều mà ISW cho rằng không ai nghĩ đến và có thể dẫn đến thất bại nghiêm trọng đối với các lực lượng Ukraine. Lựa chọn thứ hai là Ukraine giao tranh một cách hạn chế với mục đích giữ vững các dung lãnh thổ mà họ đang kiểm soát. Nhưng điều này sẽ khiến Moscow tiếp tục nỗ lực theo đuổi một chiến thắng quân sự hoàn toàn. Lựa chọn thứ ba, Ukraine có thể phát động các cuộc phản công liên tiếp với mục tiêu khiến cho Tổng thống Putin phải ngồi cho bàn đàm phán và chấp nhận sự thỏa hiệp hoặc tạo ra các tình huống quân sự có lợi cho Ukraine để họ và các đối tác phương Tây có thể đóng băng cuộc xung đột một cách hiệu quả. Hiện Ukraine vẫn quyết tâm giữ vững các tuyến phòng thủ tại Bamut, nơi chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tháng gần đây. Mặc dù các nhà phân tích cho rằng thành phố này có ít gia trò về chiến lược hoặc chiến thuật, một số ý kiến cho rằng Ukraine không nên tiếp tục đổ thêm binh sĩ và chủ khí cho cuộc giao tranh Bamut, mà thay vào đó cần dành nguồn lực cho một cuộc phản công lớn. Khi quân đội Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công trong mùa xuân, các nhà phân tích quân sự phương Tây nhận định việc Ukraine tạo ra bước đột phá lớn trên chiến trường là con đường nhanh nhất để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Kiev nhưng thành công hay thất bại của kế hoạch này phụ thuộc phần lớn vào khả năng của Ukraine nhằm tận dụng tối đa nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây. Kể từ khi xung đột nga Ukraine nổ ra, Mỹ đã cam kết hỗ trợ hơn 30 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong khi nhiều quốc gia phương Tây khác hứa hẹn sẽ cung cấp thêm 20 tỷ đô la Mỹ. Nhưng các quan chức Ukraine cho rằng họ vẫn cần thêm nhiều khí tài hiện đại nữa, trong đó có xe tăng chiến đấu chủ lực và máy bay chiến đấu phương Tây. Trước đó, Mỹ và châu Âu đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí như tên lửa chống tăng Savilin, hệ thống phá vấn lực cơ động cao HIMARS, lựu pháo M777. Theo đánh giá của ISW, Ukraine cần phải đạt được nhiều bước tiến hơn nữa để Nga chấp nhận thực tế quân sự bất lợi mà không có một giải pháp chính thức. Hiện cả Nga và Ukraine vẫn chưa bày tỏ thiện chí tham gia các cuộc đàm phán hòa bình. Ông John Teff, cựu đại sứ Mỹ tại Nga và Ukraine, hiện là chuyên gia cấp cao tại tổ chức Grand Corporation Mỹ cho rằng, nếu xem xét tình hình theo quan điểm của mỗi bên, chúng ta sẽ hiểu được tại sao cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đều không sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ông putin dường như đặt cược cả vị thế chính trị và quân sự vào chiến dịch quân sự tại ukraine vì thế ông phải nỗ lực để giành được các mục tiêu đề ra còn đối với ukraine đây là cuộc chiến vì sự sống còn của đất nước do đó họ phải quyết tâm kháng cự ông tép nói Nhà phân tích John Tepp lưu ý, đã có một số người suy đoán xung đột nga ukraine có thể kết thúc bằng một hiệp định đình chiến giống như ở bán đảo Triều Tiên, nhưng vẫn còn quá nhiều biến số cần phải giải quyết trước khi chúng ta hình dung cuộc xung đột này có thể kết thúc như thế nào, hoặc khi nào sẽ chấm dứt. Không ai có thể biết chắc chắn những diễn biến tiếp theo. Nhưng ngay cả khi hai bên đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, một số nhà quan sát phương Tây lo ngại, Nga có thể sử dụng điều này để tái hợp lực lượng và tiếp tục phát động các cuộc tấn công lớn hơn. Một mối lo ngại khác mà các nhà phân tích đưa ra là nguy cơ leo thang xung đột hạt nhân. Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để bảo vệ nước Nga và người dân nếu sự thống nhất lãnh thổ bị đe dọa. Các quan chức Nga cho rằng, việc phương Tây cung cấp hệ thống HIMARS xe tăng chiến đấu chủ lực và máy bay chiến đấu cho có thể tạo ra lằn ranh đỏ hạt nhân đối với điện Kremlin. Ngoài ra, Nga cũng cảnh báo, nếu Kiev tấn công Crimea hoặc bất cứ dùng lãnh thổ nào trong bốn khu vực mà Nga sắp nhập vào tháng 9 năm ngoái, hoặc tấn công bên trong lãnh thổ Nga, thì điều này cũng có thể dẫn tới nguy cơ leo thang xung đột hạt nhân. Trong một động thái mới nhất hôm 25 tháng 3, ông Putin cho biết Nga có thể đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay. Đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990, vũ khí này được triển khai bên ngoài lãnh thổ Nga. Tuyên bố này đã khiến Ukraine, Mỹ cho NATO như ngồi trên lửa.